Như vậy là anh bị sai. Lý do bởi vì là cái khoảng cách này này, nó là khoảng bên ngoài viền. Bạn nhìn thấy khoảng bên này là khoảng bên ngoài viền đây này. Viền nó có viền mà. Trong trường hợp này nó có viền cho nên là cái khoảng này là tính là khoảng bên ngoài viền. Và như vậy là mình không thể dùng padding được. Mình dùng gì nhỉ? Mình nhìn. Như vậy anh đổi lại được thôi. Hóa ra là không phải đo sai mà cũng không phải là do Monquit 100%. Là do mình gì nhỉ? Do margin, do mình chỉnh nhầm và định margin. Như vậy là cái viền nó sẽ về như cũ, đúng không? Và ảnh thử bỏ 100% xem nào. Xem mà nó có khít không. Nó bị lệch một tí này. Lệch một tí cho nên là để gì? Theo anh là để 100% là chuẩn rồi. Đấy. Rồi, tiếp theo là đến cái Việt Nam hùng vĩ có những ảnh quay. Nó chính là một cái thẻ A. Đấy. Thẻ A của mình hiện tại đang là ở mức độ gọi là cơ bản, có nghĩa là một cái chữ quay chân và có màu là màu tím. Nếu mình muốn cái thẻ A này nó có kiểu như kia thì mình phải dùng những thuộc tính là: thứ nhất là text decoration để bỏ cái chân, thứ hai là font family là font không chân. Trong trường hợp này là font gì thì mình không cần biết nữa, mình dùng một font chính bất kỳ mà mình thích. Còn khi mà em làm thật thì nó có Photoshop, thì em sẽ làm theo cái font ở trong Photoshop. Thứ tư là font size, thứ năm là cỡ chữ nhé. Đấy. Và chữ này nó có béo. Theo anh là nó có béo. Tại vì nó đậm mà. Cái chữ này nó khá là nhạt, như vậy chữ này nó đậm như vậy nó sẽ có thuộc tính béo nữa. Như vậy nó thêm thuộc tính là full weight đồng bow nữa. Đấy. Bạn nào mà thấy cái line 2 nó không chuẩn thì bạn có thể thêm line 2 nữa. Và nó có một khoảng cách từ cái ảnh đến đây. Hay là một cái khoảng nào đó. Anh sẽ đo luôn đây. Control 0 này. Control pin screen này. Đo luôn trên chữ hoa này. Nó là 14 pixel. Thì như vậy cái khoảng 14 pixel mình sẽ chỉnh là padding top hoặc là padding bottom của cái ảnh đều được hết. Yeah. Như vậy là cái chữ này mình dùng là text decoration, font weight, font family, font size, line 2, color. Thế là xong. Còn cái ảnh này mình thêm thuộc tính nữa là padding bottom đi. Tại sao anh phải thêm thuộc tính padding bottom ở đây mà anh không thêm ở kia nhỉ? Bởi vì là cái chữ này nó là thẻ không xuống dòng được. Cho nên muốn nó hiểu padding top thì em phải thêm display block nữa. Thì nó bị dài nên anh để luôn vào ảnh cho nhanh. Vì ảnh nó là một khối rồi. Đấy, còn các bạn nào mà muốn để ở chữ ảnh để chữ ấy, thì mình thêm thuộc tính display block vào nữa. Như vậy mình viết ở đây là article. Article chấm tí nhỏ. Cách ở đây nó có tên là td tí nhỏ đúng không? Thì em có thể là không cần phải thằng bố này nữa. Mà em chỉ cần viết là a.td tí nhỏ là được. Đấy, hoặc bạn nào viết là .td tí nhỏ thì cũng được. Vì ở trong này nó có đúng một thẻ a.td tí nhỏ thôi. Còn bạn nào cẩn thận nữa thì sẽ viết thêm cả thằng bố nữa. Thì sẽ chi tiết hơn nữa. Thì nhìn nó sẽ, nói chung là viết này thì nhìn CSS nó sẽ hiểu ngay là cái đoạn CSS này nó sẽ viết cho khối tí nhỏ. Đấy, vì mình thấy toàn bắt đầu tí nhỏ hết này này. Còn nếu viết như này thì viết, nói chung là viết đầy đủ thì nó cũng tốt hơn. Text gạch ngang decoration, mình biết các thuộc tính mình vừa phân tích xong ấy. Nan này để mất cái chân này. Color màu đen, gần đen. Font family mình để là cái font này, anh thích cái font này. Font weight để là bold. Này font size để là 14 pixel. Và line 2 không cần, thử ra xem như nào đã. Như vậy là cũng tạo ổn rồi. Đấy, thu nhỏ lại một tí nhé. Đấy. Ok rồi đấy. Midrat Pro cho nó. Cái phong này phong line cho nên là nhìn nó đậm mà không rõ lắm. Đấy, nó đậm rõ hơn. Myriad Pro xong chạy nhỉ. Chữ này phải đúng nhỉ. Tahoma đi vậy. Đấy, nhìn đậm nó rõ, cái phong line kia nó không rõ đậm. Rồi, phong size này to quá, mình để 13 pixel. Rồi, tiếp theo là khoảng cách.
bên dưới này thì mình sẽ dùng padding bottom thôi. Đấy. Bằng cách này này. Control print screen. Cái này padding bottom nó là 34 pixel. Như vậy anh sẽ để nó là padding gạch ngang bottom 34 pixel. Tuy nhiên là các bạn biết thừa rằng là viết như này nó không chạy rồi. Vì cái thẻ này nó là thẻ inline. Trên viết này refresh lại nó không chạy. Các bạn phải để thêm thuộc tính là display block vào đây. Thì nó mới hiểu padding. Cái chiều dưới và trên. Đấy. Nó chả khác gì cả, nó chỉ hiểu thêm thuộc tính thôi mà. Mình hiểu lên thuộc tính này, được chưa? Tiếp theo là cái chữ 30 ngày trước nó là một cái phông khá nhỏ 11 pixel thôi. Phông không chân. Là màu xám. Như vậy là mình xử lý thôi. À, còn một chỗ xử lý nó chính là khoảng cách này. Cái chữ Việt Nam này anh thấy nó cách ra một đoạn này em này. Đấy, nó không sát vào viền như mình. Như vậy mình phải đo khoảng cách này nó là 10 pixel. Thì như vậy là mình sẽ gõ ở đây là 10 pixel. Padding left. 10 pixel. Và để cho nó cân thì anh sẽ gõ luôn padding right nữa. Đấy. Rồi em refresh lại. Mình sẽ thấy rằng là nó sẽ cách ra một đoạn. Thế là cái chữ này mình sẽ chỉnh nốt này. Nó cũng giống như cái chữ kia thôi, chẳng qua nó không có tính ngay chân. Mình gõ là chấm thông tin đi. Cho nhanh này. Đấy, phông family tàu ma. Cỡ chữ nhỏ đi, phông size là 11 pixel. Size. Đó. Phông color là màu hơi xám. Ví dụ này đi. Thế thôi. Chờ thử nào. Ổn rồi đấy. Bây giờ mình cho padding left thôi. Nó ngang bằng với cái kia. Thì như vậy mình sẽ để là padding left. Thế mình sẽ để thử viết tắt nhá. Trên này, trên không có gì này. Phải, không có gì. Dưới để là 11 pixel. 10 pixel. Dưới 10 pixel, trái 10 pixel. Đấy. Khi mà refresh lại mình thấy là cái khối này sẽ như này. Thấy nhá. Chuẩn hơn. Ok. Thế như vậy là mình sẽ xong cái khối này rồi và mình sẽ nhân cái khối này làm hai khối. Mình sẽ được hai phần khác nhau. Ctrl C, Ctrl V. Và mình đổi này ảnh 3.jpg đi. Và khi mà view ra bạn thấy là nó sẽ có hai khối giống nhau. Nếu để hai khối nó nằm cạnh nhau thì em dùng thuộc tính là float left để em căn ngang. Đấy, mình float left để em căn ngang hai khối này vào nhau. Tin nhỏ đây. Thêm thuộc tính float left nữa. Và sau khi thêm thuộc tính float left thì tự động hai khối này nó sẽ nằm ngang với nhau. Là vì em có margin rồi cho nên tự động nó cách dòng đoạn. Đấy, đấy là do của tính margin. Cái phần tiếp theo là cái phần khối trên này này. Đấy. Khối trên. Mình làm khối trên. Nhớ. Trước khi làm khối trên này anh dừng cái video này đã cho đỡ dài.